phần giò đây. Đấy, bà này vô khổng lồ. To chưa? Tôi giỏi bánh mà lấy giò mềm, giò khoanh. Wow. Rồi đẹp rồi, được rồi, được rồi chị ơi. Rồi, này thì 4 tô. Cái giò nó dâng lên qua miệng tô luôn nè, đó rõ ràng nha, rõ ràng nha. Trở lại với nhau, mình là Phan Hùng đây. Đây là đường Trương Công Định. Nay vẫn lọc ăn sớm vậy, mới chưa tới 7 giờ nữa. Nay thì mọi người chưa tỉnh giấc, mình đã có đi ăn rồi. Đây mình có hẹn với quán này. Quán này rất là khó quay luôn. Đây đi tới Trương Công Định, tới Trường Chinh nè các anh ơi. Mình sẽ thấy một căn biệt thự rất là to. Đó xe nè cả nhà. Đây 4 giò heo 401 nha. Nãy đến rồi mà sao còn đi ra đây vậy? Cho các bạn thấy cây xăng á. Cây xăng ở đây là góc đường Trương Công Định với Trường Chinh nè. Cây xăng này có gì đặc biệt không? Lúc trước là cây xăng sẽ lò ở đây sát ngoài luôn. Thì cái bún giò heo này có nhiều người cũng gọi là bún giò heo Trương Công Định luôn. Còn là bún giò heo cây xăng Trương Công Định. Tại vì cái bên đó cả nhà đó. Thì cả nhà ơi, hôm nay là anh em mình đến quán bún giò heo 401 và cảm thấy rất là hồi hộp. Thì chỉ đây là 401 luôn nha cả nhà. Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. Ok. Wow, một căn nhà đẹp quá. Rồi, mới xây lại luôn. Rồi giờ mình sẽ vào trong quán để mình phỏng vấn bên quán nha. Không gian nhìn rất là sạch luôn á cả nhà. Bác sĩ Lộc vào quán rồi mà đang nói chuyện với ai nè. Chào cô. Cô ơi, quán bún giò heo của mình bán được bao nhiêu năm rồi cô? 40 năm. 40 năm rồi hả? Và cái tên 401 chắc là cũng là địa chỉ luôn. Địa chỉ luôn. Con thấy kế bên là có một cái cây xăng á. Lúc trước cũng có người gọi là bún giò heo cây xăng Trương Công Định đó, đúng không cô? Dạ. Con ăn ở đây từ lúc con nhỏ nhỏ nè, nhỏ xíu rồi nè. Dạ. Là con có bự rồi. Thấy, cô cho con coi cái đồ ăn bên mình nha. Đây. Rồi. Phanh giò ở đây to quá. Đắt giò nè. Dạ. Quán mình bán thì từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? 6 giờ đến 11 giờ. Dạ, buổi chiều bán. Chiều 4 giờ đến 9 giờ. Mà đang mà đâu muốn nha. Cái phần giò này. Đấy, bà này to, vô. Khổng lồ. To chưa? Thịt luộc mà cắt lát rất là to. Tôi giỏi bánh mà lấy giò mềm, giò khoanh. Wow, đây là cái tô bình thường ở bên cô đúng không cô? Bên mình là có hai mức giá. Hai giá. Là 70 và 60 cả nhà. Đây là chắc là tô 70. Đúng rồi. Dạ. Tô 60 rồi cả nhà ơi. Một tô là sẽ có một thanh thịt với lại mấy lát thịt đúng không con? Mà tô đó hình như con thấy là không có chả. Tô lớn mới chả. Tô lớn mới có chả ha. Đây có hành phi nữa nè. Con nói đây mình cũng phải làm sẵn luôn ha. Đó để kịp bán. Có bán vậy mình có nghỉ ngày rằm ngày chay hay không? Bán xuyên suốt không con? Rồi thôi giờ thôi để tới mình đem lọc ơi. Bạn tới quán nó rất là vui. Cũng muốn đặt bằng 4 tô đi. 4 tô nhập ở đây nè. Cái tô này thịt thịt luôn. Anh nghĩ sao đang 4 tô lọc? 4 tô nhỏ. 4 tô nhỏ hả? Ok. Đó giờ nè. Bỏ giờ giờ 4 tô đi con. Bốn phần giò. Ở đây mình cũng có móng nữa mà đúng không cô? Có, cái móng ăn móng không? Ăn móng luôn. Đây một cái móng đi. Hành phi. Đây. Ngồi ở đâu con, ngồi ở đâu đi. Ngồi vô trong. Nặng không anh, nóng á? Lẹ lấy chu cho trời. Nóng. Lấy luôn cái mùi này đi cho nhanh. Thôi ôi. Wow. Rồi đẹp rồi, được rồi, được rồi, được rồi chị ơi.
Rồi rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi vô bàn luôn anh ơi. Bàn kia, bàn bên kia. Ở đâu vậy Trang á? Quá sức rồi. Hả? Rồi, này thì 4 tô. 4 tô ở quán này thì cũng phải giá của 4 tô chứ. Trời ơi. À. 2000 years later. Giấc hồi không có nhiều. Này mới sáng sớm mà sinh lập giờ máu quá. 401, 4 giò heo 4 tô, chắc là mua 4 tặng 1 hả? Ăn xong 4 tô tặng 1 mua 4 tô tặng 1 dĩa rau. À. Đến đây thì không dám hổ báo tặng thêm 1 tô đâu. Sao đâu? Dạ ta. Dạ chắc luôn. Nhiều đây. Nhiều đây. Ô giò heo kìa. What? Ồ giò heo rồi nha. What? Rồi. Rồi, mời ông bà cô chú và quan viên hai họ chúng ta dùng 4 giò heo 401 nha. Rồi, nhưng mà trước khi dùng thì mình xin cảm ơn chị bán bún giò heo ở bên chi nhánh Gò Dầu. Đây. Chị hai đã hỗ trợ cũng như là đã gọi trước cho cô bốn. Ai mà ở gần đây cũng có thể ghé qua nha. Hai bên bán cũng chất lượng như nhau rồi cả nhà. Chất lượng như nhau luôn á. Rồi, cảm ơn chị hai nhiều. Giờ bỏ sọt sẽ ăn hết tô này. Để hy cảm vọng ơn. Là em còn gặp được chị hai. Chị ghê vậy? Thấy là ăn xong á còn đủ tự tin á để ăn bên chị hai á. Sợ này để em cho. Thấy ăn bình thường á hôm qua có mua hai bịch mang về mà. Vô. Tô này quá hớp rồi. Rồi một nước nè cả nhà. Cái giò nó dâng lên qua miệng tô luôn nè, đó rõ ràng nha, rõ ràng nha. Nhán đầu tiên. Ăn lấy ngót. Ngót này nó kiểu như nó cay quá. Này, nước chấm và có hành phi nha cả nhà, hành phi với tiêu. Ô cái này sao thấy không có màu đỏ vậy? Màu đỏ. Màu đỏ rồi. Sao nhìn nó lạc quá vậy? Nó là vậy á, màu cơ bản á. Ô này không ăn ớt, từ chối ăn ớt nữa ta. Hay á. Mình phải làm sao hạn chế tất những cái rau ria, để tập trung vào món chính thôi. Qua cái thịt cái hùng rất là dày luôn nè, dày lắm, và khi mình cắn vào á nó ngọt lắm cả nhà. Đúng là món ăn tuổi thơ của mình cho bao nhiêu năm. Anh đi ăn từ lúc còn nhỏ luôn á, giờ lớn rồi. Hồi đó dượng anh hay mua về nhà ăn lắm. Quán này á là có một thời gian á cả nhà, quán tạm ngưng bán do là sửa chữa nhà, giờ xây lên một căn nhà nhìn rất là đẹp ở ngay góc Chu Công Định và Trường Chinh. Chả. Anh Lộc có để ý một điều không? Tô bình thường có giá là 60.000 thì sẽ không có chả. Tô đặc biệt 70.000 là có thêm chả đấy. Thì sao mà mình tô bình thường mà có chả luôn? Tại vì bên quán chắc là muốn đặc biệt nên thêm vào. Thôi. Thăm mà. Còn nước lèo múc cho anh đó, nãy là múc trong một cái gáo múc bù, gáo inox. Ở đây quán có một tiệm cộng nữa à. Rất là sạch. Không gian. Sáng nữa cả nhà. Sáng sủa sạch sẽ lắm. Những ai mà với lại mình thấy á, ở đây có nhiều người lớn tuổi nè, nhưng mà cũng có những bạn trẻ, những người thanh niên cũng ăn nữa. Mà lớn tuổi là nhiều nhất, tại vì đơn giản thôi, quán bán lâu năm rồi mà, cho nên rồi hả? Cục xương nhỏ xíu được siêu luôn, hay quá ha. Cả nhà thịt không luôn á, thịt không à. Mời nha. Ồ, vui á. Buổi lúc sáng tràn năng lượng chứ. Nhớ lúc này nha. Nếu mà em muốn nhanh thì tôi tới khúc cuối liền nè. Sẽ thấy một cậu bé ngồi đực mắt ra. Giờ em có động viên trước. Anh đi rồi. Sao? Lớp da rất là mềm, rất thịt. Khẽ cắn vào, nó giống như những nhát dao vậy. Con răng mà nhát, con da ấy, cái răng mà giống như những nhát dao nữa. Cứa qua cái thịt đó, nó còn kiểu như vương vấn cái mùi thôi chứ không thể bám cái thịt lên răng mà được. Các em thịt này sẽ không thoát khỏi vòng răng bỏ xương lọc đâu. Để xương đúng không? Đúng rồi. Có hùng rác kìa anh em. Này cả nhà, cán bên đây cho cả nhà coi nè. Wow. Quán bún giò heo 401 là sự lựa chọn cho những ai ăn những món khổng lồ, thích ăn những món khổng lồ và thích ăn no luôn á. Tại vì cái nhát giò ở đây cắn rất là ngập thịt, ngập miệng mà cắn hoài không hết luôn. Hai nhát cắn vẫn chưa hết nửa cái giò. Các bạn thấy là cái độ bự của nó như thế nào rồi. Giò này là anh cắn á, nhát cắn quanh á
nhát cắn của mấy bạn nữ á, thì cũng phải 7-8 nhát đúng mới rồi. Hết á. Gặp mấy bạn nữ mà ăn sáng nữa đâu có ăn mạnh được đâu. Buổi sáng mà ăn buổi sáng á nha. Nên các bạn nữ đi buổi chiều cũng được. Bạn nữ đi buổi chiều tối cũng được. Chiều bán từ 6 giờ đến 9 giờ tối. À 4 giờ chứ, 4 giờ. Đây có khung giờ bán nè. Sáng 6 giờ đến 11 giờ nè, chiều 4 giờ đến 9 giờ nha. Ôi anh ăn nãy giờ cực lực luôn mà thấy nó không có vơi đi được nhiều luôn á rồi. Ây da. Wow. Hai lát thịt đó vào mì. Đâu có như những lát thịt ở quán của Tiếu Gõ đâu anh. Thịt nó vào nó mới nhận như là nó bật công tắc trong đầu anh vậy. Nó nói là phải quan tâm tới người em đi, phải quan tâm tới người em đi. Đó. Ghê vậy? Có mời liền. Toàn trời ơi. Mời người em nha. Quan tâm này chắc là sẽ rất là quan tâm á. quan tâm hết mình luôn á cả nhà ơi. Hai miếng luôn, hai miếng chả luôn. Hai miếng em thích ăn chả hả? Trời ơi, nghe anh ơi, quan tâm mà hỏi như vậy. Quan tâm thì phải quan tâm cho chót. Một người em đã nữa. Quan tâm lại rồi, người anh còn hỏi em thích ăn chả hả? Mời người em. Ok người anh. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Hôm qua lấy lại cục giò quá, nhưng mà lỡ rồi, mà bút qua rồi. Đúng rồi, em không cho đâu, em đúng không cho lấy lại đâu. Anh bán em tô đó với giá là 50 ngàn. Cái gì mắc vậy? Thôi. Đi. 25 ngàn. 25 thì rẻ lắm á. Quên một tô đây là có 60, còn mình bán cho Fendi tới 50 thì không được. Kiểu như anh bị khoanh giò che mắt. Ô cái thịt nó hơi hồng hồng luôn á. Mình nghĩ ở đây á. Mình nghĩ ở đây không phải chỉ riêng điểm đặc biệt là giò heo lớn đâu, mà còn cái cách mà nấu giò nữa cả nhà. Ở đây cái rau của Hùng cũng đơn giản lắm. Chỉ có rau muống và bắp chuối thôi. Có là salad nữa anh. Dạ. Những sợi rau của sáng á, đụng vào mình thấy lạnh luôn á. Rau tươi á. Nếu mà các bạn thích ăn sa tế thì ở đây á, cô Bốn làm cái sa tế á, có cái vị xả trong nó, ăn rất là đã. Các bạn đừng lầm tưởng nha, đây là bún giò heo chứ không phải bún bò nha. Thôi mình bỏ thêm nữa vào review cho các bạn. Tiếp tục clip này mà như bánh canh cầu bà tàng nữa thì bọn Sư Lộc ứ hực á. Bọn Sư Lộc sẽ rất là giận Phân Đi Hùng. Thấy là không có âm thanh á. Gì? Thấy là không có âm thanh á. Bọn Sư Lộc cố gắng ăn mà cuối cùng âm thanh không có. Con hả? Canh bà tám. Gì? Bánh canh bà tám. Em lộ có bún mọc. Có bún mọc, bún mọc. Chợ cầu, chợ cầu. Anh mà lấy khoanh giò lên nó còn che hết cái mũi anh luôn. Cắn vào Hùng ơi, đã hết. Tại sao mình ăn hết nguyên miếng để mình cảm giác được. Nguyên miếng thịt nó đang uống lượng, lan lỏi qua từng kẽ răng của mình. Nó giống như những đàn tàu siêu tốc vậy. Luồn qua kẽ răng. Miếng thịt mà giống đàn tàu siêu tốc. Nó làm như là cái răng của anh giống như là cái đường ray để cho nó chuột vậy á. Chuột từ bên này qua vòng bên kia. Chuột vòng qua bên anh, chui xuống tầng. Không, xuống Bao Tử là tới gì với ông Water Park rồi. Ống chuột đầm lầy. Giờ có enzyme mà có những cái chất nhầy ở trong Bao Tử. Nhắc tới Water Park á, thì lại nhớ hôm qua mình đi ngang đầm sen á, mình cảm thấy rất là vui. Thứ nhất là ký ức ùa về, thứ hai là người rất là đông. Chứng tỏ một điều là dịch bệnh sẽ không chống lại được anh em chúng ta đâu. Đó là đoàn Lotto Phương Nam. Không, ngay đầm sen nước luôn á là thấy có mấy bạn mấy bạn nam, mấy bạn nữ mà tóc ướt vậy nè, là mới tắm từ công viên nước. Nhưng mà cũng có một vụ rất là sợ, đó là đuối nước ở Vũng Tàu, nên là có anh cảnh sát phòng cháy chữa cháy á, anh có cái kỹ năng để anh sơ cứu á. Này dạo này nước cuốn ghê quá,
Bữa mình đi á cũng sợ cả nhà. Đâu dám. Nên các bạn nào mà chúng ta đi tắm một tàu á, chúng ta hãy tắm trong cái khu vực quy định thôi, đừng có đi xa quá nguy hiểm. Mấy bạn nói chắc là đi ra ngoài xa biển quá. Mấy bạn như bạn Tân rồi bạn Trung á. Bạn Tân bơi bướm á, ra ngoài đó còn sen tô nữa cả nhà. Bơi bướm mà trên bờ bên này hàng nhìn xuống tưởng chết đuối. Ai chết đuối rồi. Đập đùng đùng luôn á bạn Tân nha, bạn Tân. Coi được clip này điểm danh nha bạn Tân. Bạn Tân. Bạn Tân chắc là vẫn còn sợ. Trời ơi. Tính ra là cả nhà nhìn nè. Đó cái miếng thịt đó mà có nhiêu đầy sườn thôi. Tại vì mình cũng có coi được một bài báo nói là Sài Gòn đang dần trở lại với nếp sống trước dịch luôn. Nhộn nhịp lại á anh. Sinh hoạt bình thường, có điều là phải đeo khẩu trang. Vẫn phải đeo khẩu trang nha. 5K á, nguyên tắc 5K. Anh còn nhớ nguyên tắc 5K không? Dạ chứ. Khử khuẩn, không tụ tập nơi đông người. Không mới có hai điều đã quên rồi. Khoảng cách. Khoảng cách. Khẩu trang. Khẩu trang. Khai báo y tế 5K. Không, bây giờ 5K cũng trong tình hình mới là cũng đỡ rồi. Bây giờ mới hết luôn. Gì? Bây giờ mới hết rồi. Giờ mới. Vậy là anh còn hai nhát. Rồi. Mới sáng sớm luôn cả nhà ơi. Theo tay trên hồi nẻo đường rồi. Ăn văn Lý Bùi ơi. Sẽ ta băng trên dặm đường. Gần đây có một bạn tên là Quốc á. Bạn đó cứ kiểu chủ quán nhiệt tình, đồ ăn ngon, dứt. Đúng rồi, dứt khoát luôn. Vì khách mời xinh đẹp, ăn khỏe, dứt. Anh sẽ là người ở nhà. Anh sẽ là người ghi dấu ấn ở quán bún giò heo 401 này. Cô đang nhìn anh rồi. Nhưng mà hết bún thôi mình sẽ thấy đỡ mệt liền. Đúng rồi. Mình sẽ xỉu. Rồi. Mình sẽ xỉu rồi mình dậy mình ăn tiếp. Chứ cái gì nó nghe này cái cục quá. Nãy là 4 phần 4 mà cô đã chăm sẵn là tô sẵn là đổ vô nên cả nhà khỏi có khiếu nại. Nó cứ đúng phần là vào thôi. Với lại nhắc cả nhà một điều, ở đây là mình mang tô đến chứ bên quán không bán tô cỡ này. Thì có một chị á, chị nhìn chị kêu trong tô không thấy ai có tô này hết, có mình thanh niên này có. Dạ. Đây. Ủa đó. Đây có anh chị đây rồi. Dạ. Đây chắc được 2 tô rồi quá. Dạ. Vơi đi rồi đó. Dạ. Em ăn nãy là tốc độ luôn á mà vẫn còn. Dạ ăn hết luôn á chị. Ăn hết luôn mà. Không phải là mình lấy ra rồi mình chụp hình rồi mình thôi đâu. Ăn hết. Mà ăn hết tô này ăn nữa không? Ra clip. Ăn hết tô này no quá rồi. Ăn hết tô này tới em. Dạ, Võ Sư Lộc chị. Võ Sư Lộc. Đây. Lại thêm một ở đây anh để ý là không có giò gom, chỉ là giò nạc không à. Dạ. Anh đi này ăn bún giò heo từ bé. Từ bé ăn có một tô, lớn lên ăn 4 tô. Sau này trung niên ăn 8 tô. Nói chứ sau này trung niên phải giảm xuống thôi anh Lộc ơi. Ăn nhiều quá cũng không tốt. Bây giờ biết làm sao anh em mình đi quay vậy á. Nhưng mà phải tập thể dục thì nó mới gọi là đào thải được những cái món ăn, những cái chất dinh dưỡng rồi ra cái này. Chứ nếu không á thì sẽ rất là mập, bị béo phì. Biểu không? Ảnh hưởng sức khỏe. Bún đã nhiều rồi, giò nhiều luôn. Nhưng mà anh vẫn muốn ăn rau. Kỳ ghê. Hết rau rồi hả? Để là ăn hết rau rồi thôi. Đổ vô luôn giờ. Tại em thấy mấy miếng xương ấy không? Em cầm này em đổ vô luôn rồi đó. Thôi ăn vậy được rồi, ăn sạch quá mai mốt quán bán nhiều hơn á. Nói gì vậy lần sau có được. Người anh chắc kêu à.
giống như kèo xôi rồi. Thì anh là quốc hai nhát liên tục rồi đó. Anh quốc một nhát ở nhà, quốc nhát đây rồi. Mà thường mình quốc nhát đó thì nhát sâu hùng à. Hùng bị đâm chắc cũng sâu lắm. Không phải. Bốn tô thì đó. Thôi mình đấy mình cũng ăn ba tô thôi cũng được. Đúng rồi, mình không nên phá kỷ lục của nhau Hùng ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình nương theo sức nhau thôi, bằng nhau được rồi. Bằng nhau được. Chứ không lẽ cứ mỗi lần mình quay, tại vì sẽ có một số quán mình thấy nó rất là đặc biệt, nên cứ khoảng nửa năm, một năm mình quay lại cả nhà. Mà mình làm như vậy thì không lẽ cứ lần nào cũng phải phá kỷ lục của nhau á, sao mà nổi. Hai con quái vật nè, hai con quái vật. Quái vật bên dưới. Hồ. Bún giò. Ô, dẫn ngỏng lên. Sáng sớm mà sung quá. Sớm mà muốn ngỏng quá. Dứt nó liền anh. Ở đây có trà. À. Trà nóng á. Quá, chưa hết lượt khách, tới lượt khách khác luôn. Cả nhà thông cảm là nên ăn 4 phần mà cũng sẽ ăn lâu hơn một chút. Những người khách ở đây cũng có người ăn xong và đi làm, cũng có người tập thể dục xong đến ăn. Thì cứ hấp miếng nước nữa cho em ăn. Ok. Đỡ nó nguội á. Rồi, nếu mà xíu đi mà sẽ đọc ơi. Mình sẽ thử thức tô bún giò heo. Miếng đi. Cái chén nhưng mà ở này đổ ra cái tô cũng dữ dằn á. A few moments later. Tiếp nào. Anh chị kia vừa đi thì có một anh Lộc à, một anh Lộc tên Lộc. Dạ chào anh. Anh ở Tân Phú ảnh tới. Anh ăn một tô lớn nè cả nhà. Đó. Trời ơi, cái tô lớn của anh cũng khiếp. Hôm nay anh Lộc anh ăn bốn tô. Dạ hôm nay ăn bốn tô lớn. Có thêm động lực rồi. Anh Lộc thật là hiếu thảo. Dẫn mẹ đi ăn vào ngày nghỉ lễ. Đây là mẹ của anh Lộc. Nhìn cô, con nhớ tới mẹ con quá. Mà lát phải mua về. Hôm qua con có mua cho mẹ con một tô rồi. Chắc mẹ con ăn cái đó cũng no. Tô này bạn nào mà ăn sức trung bình á, ăn hết tô là no ngang bụng luôn. Mẹ mình đó. Bây giờ có một thói quen là dồn clip để coi. Gì? Chứ không có coi từng ngày nữa. Dồn clip để coi. Dồn lại 3-4 ngày coi lần. Tôi cái CD là đang ở Vũng Tàu. Dạ đúng rồi anh, em hay quay sẵn á. Với lại lần đi Vũng Tàu đó. Vũng Tàu là các bạn đi hồi nào vậy? Em đi cách đây cũng một tuần á. Tuần hả? Dạ. Tại vì em đi, em quay tới 5 clip lần. Thì em đang dừng mà. 5 clip là 5 ngày. Cho nên anh thấy lâu quay lại Sài Gòn lại vậy. Chứ đi ăn mà được gặp những người biết kênh như vậy, anh em mình vui lắm. Có thêm động lực để ăn hết tô nữa. Thấy nãy giờ bỏ xin lọc ăn cực lực luôn mà bún vẫn còn nè. Rất là nhiều bún. Ồ. Mấy miếng thịt đó thì cắn vào tương mở ra. Mình đã thử rồi cả nhà ơi. Cái gì vậy? Tại cái gì vậy? Ra có lỡ nặng nước vô miệng luôn cả nhà. Quay được ở quán cái này là mình đã được tưởng thưởng cho những cố gắng của mình. Mình chỉ phải ăn móng thôi. À, móng thì sẽ đỡ thịt hơn. Anh thấy em tốt với anh không? Em đã hỏi móng có móng không? Thì anh thưởng cho em rồi đó. Anh dở quá. Đáng lẽ bây giờ anh phải thưởng nữa. Đâu, nhưng mà lỡ rồi. Rồi. Ở đây á cả nhà. Đã anh kêu ra một tô đặc biệt thưởng riêng. Có thằng máy luôn. Có thằng máy luôn. Đã anh kêu ra một tô đặc biệt. Fan fan. Được không? Thôi. Em ăn cái tô này xong em cũng bụng cũng trung bình. Tại buổi sáng mà. Dạ, buổi sáng. Với lại thường buổi sáng mà mình không quay clip với cả nhà, mình ăn ít lắm. Có khi mình ăn một phần xôi 15.000 của bé bán trước cửa. Có khi ăn một gói mì. Có khi còn đồ ăn vô trong tủ mình ăn với cơm nguội vậy thôi à. Chứ mình không có ăn nhiều đâu. Chỉ có những lúc đi quay thử thách mới ăn nhiều thôi. Chứ nếu mà ăn ở nhà mà cũng ăn nhiều như vậy á thì chỉ có vận động viên thể hình mới không mọc được thôi. Ăn nhiều vậy là tự thăm ngàn. Tự thăm ngàn á. anh trai hay á. Vai này quá cứng rồi cả nhà ơi. Biết được những cái thuật ngữ của anh em mình. Wow. Giờ thấy tập trung ăn không ha, không nói gì luôn á. Để em giao lưu với anh Phan.
Mà mới sáng sớm anh ha, anh ăn vậy thì quá tốt. Để ăn cái này á, qua mình phải tập ở cả nhà. Sáng mình dậy sớm mình hít đất vài nhát nữa. Để mình biết được cái thử thách này thế nào là cũng rất là căng. Nhưng mà mình có được sự chuẩn bị thì mình sẽ tự tin hơn. Chẳng giò. Phải chẳng rồi, phải chẳng rồi. Hết chỗ luôn, lên lầu luôn. Nhưng mà em thấy người ta muốn ăn ở dưới hơn là đi lên lầu. Nó có hai bạn đi lên lầu. Wow, hồi sinh rồi. Wow. Thôi anh hạ xuống giống như chơi cầu tuột vậy á. Nó tuột xuống cái muỗng. Xong. Yeah. Miếng này là cái đệm của nó là cái nhà. Đó. Anh em thích ăn cái đó lắm. Trời ơi. Wow. Giống như mình đang nhúng lên lại kim đen. Mấy miếng ương dụng á. Dạ. Cái anh là cái cô á. Cô ơi, cho con hút hết nước luôn nha. Rồi, hết chưa? Ok. Rửa luôn anh, rửa luôn. Rồi, đợi một lòng rửa xong rồi quay lại là thử thách nha. Lộn, quay lại nhận xét. A few minutes later. Hơi thấm mà cả nhà ơi. Thì hôm nay mình đã tới đúng giò heo 401 rồi. Thì cũng gặp rất là nhiều cô chú cũng như anh chị cũng đã xem clip mình. Thì khu vực này gần nhà mình mà, nên một lần nữa mình phải nhắc lại thôi. Nếu quán 401 ở Chư Công Định đông quá, các bạn tới mà không có chỗ, các bạn có thể ghé qua Gò Dầu nha. Sắp tới Hùng sẽ tái xuất ở Gò Dầu á. Đúng rồi, nhưng mà chắc phải đợi sau clip này một thời gian đi để em luyện nên người đã. về món ăn ở đây thì mình thấy số lượng topping đó cũng không quá nhiều. Nhiều là có giò nè, thịt nạc nè, rồi chả, ba món đó là chính thôi. Nhưng mà về chất lượng á cả nhà thì rất là ok. Miếng giò luộc theo một cái kiểu như là công thức gia truyền á. Bên ngoài mình nhìn thì mình chưa thấy gì, nhưng mà chỉ cần chạm kẽ răng vào, từng thớ thịt nó bắt đầu tách ra giống như là động đất vậy. Tách địa chấn. Nhưng mà những cái miếng da nữa cả nhà được nấu kỹ á, nó sẽ làm cho miếng da nó chỉ có một cái độ mà gọi là cái độ ngụy trang thôi. Cho nó biết là da thôi, chứ cắn vào mình cứ tưởng là những cái lớp mỡ vậy đó. Nó hơi béo béo một chút, nhưng mà nó có hơi dúng dính á, nó kết hợp vào nhau. Và một điểm nữa là khi các bạn tới, các bạn xin thêm cái hành phi để mình có thể làm nước mắm mình chấm. À, một cái vị hành phi kết hợp với tiêu và nước mắm á, thì mình quết vào cái miếng giò heo. Cái miếng giò heo nó như là khoác lên mình một tấm áo mới vậy. Và cái tấm áo mới đó để làm gì? Tấm áo mới đó để mình cởi ra thôi. Cởi ra bằng răng của mình. Để các bạn fan nè. Cuốn vào, ép vào cái vị ngọt tan ở trong cái cuốn hồng của mình. Ok. Và đừng quên, các bạn có thể ăn kèm với sa tế đó nha. Sa tế ở đây là có sả nữa, nó rất là thơm. Thì mọi đóng góp cũng như góp ý của cả nhà, anh em mình sẽ luôn luôn tiếp thu để làm sao có những cái clip hấp dẫn hơn. Và đây là một trong những cái clip mà mình cần anh em share cho mình, chia sẻ cho mình. Đúng rồi. Sao để cho những người xa xứ đã ăn món ăn này thấy lại quán bây giờ đã khang trang hơn, đã sơn sửa rất là đẹp hơn nữa. Thật. Và đây có dịp ghé ủng hộ 401 nha. Ok, cảm ơn Võ Xuân Lộc và Thanh Niên đã hoàn thành xong tô bún giò heo 401, 4 tô đặc biệt hút hết nước nha cả nhà. Để nãy mình có các fanpage trên Facebook, những người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện, mini game hay event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký cho kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Xuân Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Funny Hùng 1116 và Võ Xuân Lộc. Và hãy TikTok hắn là Funny Hùng Võ Xuân Lộc và Võ Xuân Lộc Funny Hùng. Trong thời gian sắp tới, như các bạn có bất cứ thử thách nào thì hãy để lại bình luận dưới comment. Mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm giúp cho các nhà cùng thức nha. Ok, xin chào các bạn.